siêu chiến binh, màu cui, bộ to, hiếm đậm, mộc 7-8 tháng. Ôi, hết cả nhớ rồi. Gấp ra gấp rách luôn, quá là hay. Cái này do trà đấu được tầm gần tiếng đồng hồ rồi anh em nhé, mà nó vẫn là sung luôn. Mới đầu là chỉ có 2 con thôi, mình không trà đến con này rồi. Đoạn này nó quay vào nó hơi tối tí, mình quay đoạn riêng bộ mặt cho anh em xem nhé. Càng đấu nó càng sung, nó càng chéo lại nha. Chéo xe à? Càng hay càng tốt. Bên cạnh là cái con mộc 6 tháng nha, mộc tinh 6 tháng mình đã quay trước đó rồi. Nói chung là con đấy rất là chất, không biết sợ con nào luôn.